Đây nhá, bây giờ em test nhạc cho anh này. Nhạc đã cắm từ điện thoại, cắm tầm của con này. M602 con này nguồn zoom hôm trước có lên clip rồi. Chỉ tín hiệu nhà cắm thẳng vào cục này, đây con dây từ cục này cắm thẳng ra loa. Tức là mình test này là mình test trực tiếp luôn, không qua thiết bị xử lý gì nhá. Đây này loa một dây đỏ một dây xanh này. Đây loa thì đây hiện trạng nó để trong kho để rất là lâu thì nó bụi bặm nó như này này. Đấy. Cái này thì nó chỉ bẩn thôi, lau lại nếu mà có lấy thì lau lại là sạch. Còn sau này thì con ở dưới thì còn cái ổ rác zin này. Còn con này thì là nó hỏng ổ rác nên là tháo ra thay cái ổ rác khác rồi. Đây là thay cái ổ cắm rồi nhé, không vấn đề gì cả. Còn đây là mặt trước loa thì nó như này. Mặt cái này thì nó bụi bặm thôi nhé. Để nó bẩn thôi, không có vấn đề gì vệ sinh này. Dưới một chiếc, trên một chiếc đây nhá, test từng cái một này. Đây nhá, kênh này ở bánh trước ở dưới này. Đây này, kênh A bánh trước ở dưới. Rồi thời gian qua lối khi tay. Rồi bây giờ test trên ở trên. Tay buồn vác lên vai. Hành trang test cả hai chiếc rồi. Vì đời nên đã mất dài nhắn cho đời. Đấy, con này thì đẩy nguồn xung mạch Class TD, tiếng nó rất là sáng. Đấy, loa 715 JBL, con này loa Trung Quốc ba nhá. Đấy, loa con này là loa cũ, nó bụi bặm nó bẩn thôi, vệ sinh lại là sạch. Đấy, nghe con này thì tép nó khá là rõ. Đấy, đẩy thì là 4.2 triệu, loa 4.5 triệu nhá.